Ukraine và các đồng minh tăng cường hỗ trợ để bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi tên lửa của Nga tại một sự kiện ở Berlin hôm 11 tháng 6. Họ kêu gọi các doanh nghiệp quốc tế đặt niềm tin và hàng tỷ đô la Mỹ vào việc tái thiết sau xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng đủ để cung cấp năng lượng cho cả hai thành phố Berlin và Munich cùng lúc. Ông hy vọng kết thúc hội nghị bằng những cam kết chi hàng tỷ euro cho quốc phòng và các thỏa thuận xây dựng một hệ thống năng lượng mới và hiện đại hơn. Bản thân cuộc gặp này đã là một kết quả, bởi vì rất khó để không đánh mất các đồng minh và đối tác, và bản thân việc kết nối các nước, cả đối tác lẫn không phải đối tác, đã là một nhiệm vụ khó khăn đối với Ukraine khi xung đột đang kéo dài trong nhiều tháng. Kể từ tháng 3, chiến dịch oanh tạc trên không của Nga đã gây thiệt hại nặng nề cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Kiev hy vọng hội nghị sẽ củng cố uy tín của mình với tư cách là thành viên tương lai của Liên minh châu Âu. Ukraine cũng đang cố gắng chứng tỏ mình xứng đáng để nhận được khoản viện trợ tái thiết khổng lồ, cho dù các lực lượng Nga tiếp tục đạt được những bước tiến ở miền đông Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz dẫn ước tính của Ngân hàng Thế giới cho biết Ukraine có thể cần 500 tỷ đô la Mỹ trong một thập niên. Ông nói thêm rằng các công ty phải được giới thiệu triển vọng kinh doanh để đầu tư. Ông cũng nói về tiềm năng của Ukraine trong các lĩnh vực, bao gồm năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và dược phẩm. Việc tái thiết đất nước sẽ cần nguồn đầu tư lớn. Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có vốn tư nhân. Xin nhắc lại, chúng ta đang nói về việc tái thiết một quốc gia thành viên tương lai của Liên minh châu Âu. Ông Scholz nói thêm rằng Đức đang gửi thêm hệ thống phòng không, tên lửa và đạn dược để tăng cường khả năng phòng thủ của thủ đô Kiev trước hàng loạt cuộc tấn công của Nga vào các thành phố. Trong khi đó, thị trưởng thành phố Kharkiv cho biết việc được cho phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga đã giúp lấy lại thế cân bằng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố các thỏa thuận với các ngân hàng trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ để giúp thu hút đầu tư tư nhân cho Ukraine. Ông Zelensky cũng đã phát biểu trước Quốc hội Đức trong chuyến thăm của ông, nơi bài phát biểu của ông đã bị hai đảng tẩy chay, trong đó có đảng cánh hữu giải pháp thay thế cho Đức, vừa nhận được ủng hộ tăng vọt trong cuộc bầu cử châu Âu vào cuối tuần trước. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.